Xin chào các bạn, mời các bạn trở lại kênh Cẩn Audio. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái phần mềm effect trên cái điện thoại, một cái phần mềm effect trên điện thoại và làm effect rơi cho cái bàn mixer. Và cái bàn mixer Yamaha F7M này thì nó chỉ có tiếng echo thôi. Thì bây giờ mình sẽ cài cái tiếng reverb vào trong cái mixer F7 từ phần mềm điện thoại effect từ cái điện thoại. Thì trước hết thì mình sẽ thử cho các bạn xem là cái tiếng reverb của cái điện thoại này phát ra như thế nào nha các bạn. Thì thứ nhất là volume master mình đỡ không decibel, hai cái đường reverb vào sẽ vào hai cái line, line 4 và line 5 đó, thì mình cũng đỡ không decibel, volume đỡ không decibel. Các cái nấm mình đỡ là treble mình vặn hết, mid, bass và tương tự như là line bên này. Thì do là hai cái đường vào stereo nó là mình dùng hai line đó, thì đây là hai line mà từ reverb từ cái điện thoại vào đó. Cái reverb từ điện thoại vào đó là nó stereo, là nó đi hai cái đường vào in line 4 và line 5. Và thì mình sẽ tất cả cái nút OX mình FS của echo của trong cái mixer mình sẽ đỡ về không hết, toàn bộ tất cả FS echo về không hết đó. Đây là cái đường line mid vào bằng line 1, và cái nút OX mình sẽ send cái tiếng micro vào qua cái nút OX tổng và qua cái đường out của OX, và sẽ đi vào cái đường out này, nó sẽ đi vào cái điện thoại đó, điện thoại. Thì để chuẩn bị thì mình sẽ chuẩn bị cho một cái đầu và trước mắt thì mình phải sẽ thử cho các bạn nghe cái tiếng reverb, sau đó mình sẽ chia sẻ về các cái dây kết nối sau đó. Reverb rồi mình sẽ thử volume. Rồi đây là micro, rồi bật lên. Alo, hai sáu, hai sáu, rất ngọt. Alo, hai sáu, đây là tiếng reverb đó, reverb không, khi mình nói thì trên cái phần mềm này nó có nhảy hai sáu. Nếu là chúng mình hai đứa xa nhau, đời em con gái đã lỡ yêu rồi, vợ anh đôi lúc là nhung nhớ. Hai sáu, hai đó, thì các bạn thấy là cái tiếng reverb rất là mạnh đó, mình chỉ thử reverb thôi. Còn các bạn muốn đưa thêm cái tiếng echo vào đó, thêm cái tiếng echo vào thì các bạn tiến hành mở echo lên, echo mixer lên đó. Thì trong cái phần mềm này nó có một cái phần là echo nữa đó, echo delay nữa, nhưng mà mình không có mở, mình mở echo trên bàn mixer đó. Mình sẽ mở echo trên bàn mixer lên, và bên mid này sẽ mình sẽ tiến hành mở echo lên đó, mình thử cả echo thử nó như thế nào. Hai một, hai một, bốn sáu một, hai sáu,
alo 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 2461 đó. Thì nó rất effect, nó rất là mượt. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách kết nối, cách chọn dây như thế nào. Đấy. À, cái chọn dây qua cài đặt phần mềm như thế nào. Thì mình sẽ tiến hành đóng lại cái volume lại. Thì trước mắt thì mình sẽ cho các bạn xem đó các cái loại dây kết nối, sau đó mình sẽ chia sẻ cái phần mềm. Thì hiện tại thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái dây, một cái dây nó đầu nó là một cái rack 3.5. Đó, rack 3.5 là nè. Cái rack này thì nó có 3 khớp hoặc là 2 khớp cũng được. Nó có 3 nấc hoặc là 2 nấc. Thì đối với mình dùng thì cái rack 3 nấc. 3 nấc. Nhưng mà nó 2 nấc, 3 nấc thì nó là stereo. Còn 1, 2 nấc nó là mono. Thì rack nó như thế nào, stereo hay là mono gì cũng được. Đó. Và một cái đầu nữa là mình dùng cái đầu 6 ly. Đó. Thì cái rack hiện tại, cái rack này nè, nó có bán trên thị trường. Hoặc là nếu như là các bạn dùng một cái rack 3.5 và kết nối qua một cái rack bông sen như cái này cũng được. Đó, kết nối qua bông sen như cái này và dùng một cái đầu rách như thế này, mình kết nối vào đây và mình dùng một cái rách 3.5 qua hai cái bóng sen. Thường thường mình dùng nó để mình kết nối qua điện thoại vô âm ly á, thì mình dùng cái rách đó mình kết nối mono vào này thì nó cũng ok. Đó, thì có những cái phương pháp như vậy. Thì mình muốn chọn cái nào mình chọn, thì không thì mình mua cái rách mà tuyệt đối là rách càng ngắn càng tốt nha các bạn. Rất càng ngắn càng tốt. Càng ngắn càng tốt. Để cho nó tránh cái độ trở của cái phần mềm. Đó, nó truyền tải tín hiệu qua nhanh. Thì mình sẽ cắm vào một đầu rất sâu đi vào cái cổng AUX để lấy tín hiệu micro vào phần mềm điện thoại. Và tiếp theo thì mình sẽ dùng một cái rack. Mình cho các bạn xem. Thì tiếp theo thì mình dùng một cái rack. Cái rack là nó là 3.5 nhưng mà nó là rack 4 nấc nha các bạn, 4 khớp, 4 cái khớp hoàn toàn này. Đó. Rack 4 khớp các bạn ạ. Chứ 3 cái là không được, tại vì cái dưới là hai cái tín hiệu stereo. Chính khớp thứ 3. Cái khớp thứ 3 này là cái tín hiệu mat, và cái khớp thứ 4 này là cái tín hiệu mid. Thì mình dùng cái loại 4 cái, chứ cái loại 3 cái là không làm được đâu. Thì trên này thì nó mình lấy nét. Ôi, cái nét không được ta. Thì trên này thì nó có một cái nó đỡ là hai cái lỗ 3.5. Thì một bên á là nó là đỡ cái mic và một bên là đỡ cái tai nghe. Thì cái tai nghe này là dùng đỡ mình out ra hai cái đường echo, live echo. Thì một bên là nó dùng tín hiệu mic. Thì cái tín hiệu mic này mình sẽ kết nối vào cái tín hiệu mic này, thì mình sẽ kết nối vào cái đường mic đó, là từ dây mic kết nối vào đó. Còn một cái đường live ra tai nghe này, thì mình sẽ dùng một cái sợi dây 3.5.
và đầu ra của nó là bông sen đó, 3.5 đầu ra bông sen đó. Thì các bạn cắm vào thì đầu ra bông sen này thì mình sẽ ao ra hai cái đường lai đó, hai cái đường lai đó. Rồi đó, như vậy thì mình đã có được cái bộ kết nối qua cái đầu này, thì mình sẽ kết nối vào cái chiếc điện thoại. Thì cái chiếc điện thoại này thì để mình tải cái phần mềm này, mình sẽ tải qua cái ứng dụng, thì mình vào cái CH Play đó, mình là vào cái CH Play đó. Rồi tiếp tục mình nhấn vào CH Play là mình bấm là tải tải audio, tải audio element, mình bấm chữ audio element element đó, mình tìm thì nó sẽ ra một cái chữ audio element demo đó. Mình đỡ đỡ vào đây cho các bạn thấy. Dòng đầu tiên là audio element demo thì mình sẽ bấm vào đấy và mình tiến hành cài đặt. Thì mình đã cài đặt rồi đó, thì giờ là mình gắn vào lại. Trước khi các bạn mở phần mềm lên thì các bạn gắn cái rác qua trước đó, các bạn mở cái phần mềm lên đó đó. Thì trong cái phần mềm này các bạn vào cái effect, vào cái mục effect trong đây nó có rất là nhiều mục, thì các bạn vào mục effect thì các bạn kéo kéo ra là cái mục reverb, thì các bạn tích vào cái nút này cho nó sáng lên đó. Thứ hai nữa là cái nút ly ngang chỗ này thì mình sẽ kích vào để cho nó nhận tín hiệu đó. Còn phần reverb tất cả các bạn đơn nghiêng, mình chỉ sử dụng hai cái nút là damping này, damping mình thấy là hai cái nút này là chỉnh nó hiệu quả, còn những nút khác thì cứ giữ riêng. Thì cái nút damping này các bạn kéo giờ về là 9 giờ. Còn cái nút mà roam size này này các bạn đỡ khoảng cả 3 giờ. Nếu như các bạn đỡ hết theo mặc định á thì cái tiếng nó rất là ồn. Đó, chỉ có nhiêu đó thôi là các bạn sẽ bắt đầu bật lên, bật cái tín hiệu lên. Gắn vào và các bạn cài đặt cái mixer nó khoảng cả trung tâm này, các bạn tùy chỉnh vào cái loa của các bạn, thì bass trung treble nó như thế nào thì out ra đấy, các bạn chỉnh đó. Thì mình sẽ tiến hành là alo lại thử. Alo 2 6 2. Rất ngọt các bạn à, ngọt ngọt liệm, ngọt như mía lùi luôn đó. Thì qua đây thì mình chỉ các bạn là kết nối qua cái mixer, cái tiếng reverb để cho cái âm thanh của mình là được chuyên nghiệp và được bay bổng đó, tiếng nó cực kỳ hay luôn các bạn đó. Thì chúc các bạn thành công, và nếu như các bạn thấy hay thì các bạn cho mình một cái nút like và không quên nhấn vào nút đăng ký và chia sẻ kênh. Xin chào các bạn.